Xin chào tất cả các bạn nhé. Các bạn ơi, hôm nay chúng mình cùng chơi với những con vật đồ chơi đáng yêu của mình ở ngoài ngoài cánh đồng các bạn này. Mình cho các bạn ấy ra ngoài cánh đồng đi ăn cỏ. Thì các bạn rất thích cỏ tươi nhé. Cỏ tươi này và cỏ lo này là các bạn rất thích. Đầu tiên thì chúng mình sẽ chơi với bạn Thiên Nga này. Mình có một bạn Thiên Nga. Xem là bạn này có di chuyển được ở đây không nhá. Đấy. Bạn Thiên Nga này. Bạn Thiên Nga không di chuyển được các bạn ơi. Bạn này không quay được ở đây. Nhưng mà bạn không quay được. Thì chúng mình sẽ chơi với bạn bò nào. Mình sẽ chơi với bạn bò sữa màu vàng này. Bạn bò sữa màu vàng này. Bạn bò sữa rất là thông minh. Bạn ấy biết tránh bạn Thiên Nga này. Bạn đi bạn ơi. Bạn bò sữa. Sữa thông minh quá. Bạn ấy đang ăn cỏ rất là ngoan này. Thời tiết lúc này thì rất là mát mẻ các bạn nhá. Đợt này thì cỏ lóng hơn rồi. Các bạn nhớ uống nhiều nước để cho nó khỏe mạnh nhá. Nhất là các bạn nhỏ ấy. Đây là bạn Châu, bạn Châu màu xanh. Wow. Châu rất là khỏe. Các bạn ấy rất thông minh, biết tránh các bạn. Bạn Thiên Nga ra này. Mời bạn Châu vào ăn cỏ nào. Đây có một cái đinh ngoài đường các bạn nhé. Chúng mình phải vứt đi. Ngoài xe đâm vào này. Thử xong đấy. Châu đang đi ăn cỏ đấy. Châu ăn hết cỏ của bạn bò sữa này. Đây là bạn Châu xanh các bạn nha. Chúng mình sẽ chơi với bạn khủng long T-Rex. Sẽ bạn này có di chuyển được ở đường này không? Mời bạn khủng long đứng đây nè. Bạn này cũng di chuyển được các bạn ạ. Wow, nhìn rất là đáng sợ ấy. Bạn khủng long T-Rex này. Nhưng mà cũng không đi được dài đâu các bạn ạ. Bởi vì cái lên ở dưới chân của bạn ấy nó không được phẳng. Mà bạn ấy di chuyển bằng 4 bánh ấy nè. Wow, đẹp chưa? Khủng long T-Rex. Bạn ấy đứng đây này. Chúng mình sẽ chơi với bạn thỏ hồng này. Các bạn ơi, bạn thỏ hồng nhá. Thỏ hồng đang di chuyển ra bãi cỏ để ăn cỏ. Đây các bạn ơi. Ồ, bạn phi rất nhanh. Thỏ hồng đang ăn cỏ rất là thông minh ấy. Đây, bạn thỏ hồng các bạn nhé. Wow, nhìn bạn ấy rất là đẹp. Đây,
trời ngoài bãi cỏ rất là vui này các bạn này. Còn đây có một bạn chuột nhắt này. Ô, sao lại có một bạn chuột ra đây chơi nhỉ? Bạn chuột thì rất hay trốn trong các bụi cỏ như này này. Bạn chuột nhắt thì rất hay trốn ở trong này. Bài sẽ bò như này. Bò rất nhanh ấy. Bạn chạy nhanh quá. Bạn chuột nhắt đấy các bạn ơi. Bạn chuột nhắt. Bạn thỏ hồng quay lại chào các bạn nào. Video của mình hôm nay đến đây là hết rồi. Các bạn cùng xem video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Mình xin cảm ơn và xin chào tất cả các bạn.